Cũng chào cả nhà luôn nha. Thì sáng hôm nay cũng là cuối tuần các bạn, chủ nhật này. Mình đi câu cá lóc nha các bạn. Hôm giờ không câu, hôm giờ đi đánh câu đài không. Nay cuối tuần đánh này, đi thử câu có con cá lóc nào không. Giờ mình cũng mới tới chỗ à. Khu vực này ở với chợ Cái Mỹ nha các bạn. Vô nhà ông anh mình câu. Nó có mấy cái đầm mà ngoài giữa ruộng này cũng cũng có cá, thử mình về uống mình đánh thử coi có không. Đây điểm câu này hôm nay của mình đây, đồng trống không, mà đây cũng có cái hầm này. Hôm nay nước cái ruộng nó cạn mà nó rút về. Ủa vô mày quýnh ngay có con nào không? Rồi, con gái đầu tiên trong ngày các bạn. Mời các bạn xem quýnh nha. À, ngồi đi thuốc hút cho nó tỉnh táo rồi. Sáng còn xe ke quá. Trắng các bạn ơi, trắng các bạn. Còn đây ra giữa rồi, nhả luôn rồi. Còn ơi, trời bự, ôi hú gô. Ôi. Ôi, hàng khủng bạn ơi. Con này cả ký á. Hugo Hugo. Quá đã. Quá phê. Đang câu ngon lành luôn á anh nghĩ. Đang câu ngon lành luôn, ổng kéo máy bồm luôn rồi. Trời ơi, mới lên còn cái ký luôn á. Mới dính còn cái ký luôn kìa. Mới thằng cái quăng xuống ba đường là lụm một con cái ký luôn này nè. Nè. Ngon quá trời ngon luôn. Rồi. Trời ơi. Rồi không chơi không bơm luôn. Không có, thôi để cho em nó câu chút xíu đi rồi mới bơm. Tội nghiệp kìa. Thôi để cho em nó câu chút xíu mát mát ra chút xíu đi à. Những cái hồng này cá không nhận, cá bự thiệt chứ. Nhỏ mà có vỏ. Nó nãy mới vớt mở qua lại cắn cái bùm. Giật mình luôn. Bơm nước
Rồi, cắn rồi, cắn rồi. Con này cũng bự à. Con này bự à. Rồi sao nhả luôn rồi. Trời ơi, tóc cái đùng luôn. Kỳ vậy. Tóc chúng chúng. Trời ơi, tóc cái gì con nhái luôn nè. Hai đường lụm liền. Đây. Bự con cá mình kìa. Đây, còn đây là con cá của ông Phong nè nha các anh em. Sáng bạn Phong đi lại câu trước, mình thì mình còn đi làm. Mình về mình tranh thủ mình qua mình câu với ông Phong. Đây nè các anh em. Bắt lên luôn, bắt lên cho anh em giờ mình. Hả? Bắt ra giật bỏ ngoài vậy thấy. Đó. Trời ơi. Mới qua làm được con nữa à. Nè, em mới lượm được con nè anh ruột. Đây nè các anh em. Đó. Thấy mê chưa? Mẹ con. Rồi giờ cũng chiều các bạn ơi, cũng 5 giờ rồi. Mấy anh em dừng clip tại đây nha. Sáng giờ mớm. Được mớm, được hai con. Hai anh em mỗi người con, các anh em con. Giờ mùa này thì cá móng thì nó hiếm quá. Có cá mà câu nó không ăn bạn ơi. Mùa nắng này câu nói chung để kiếm được 1-2 con cá để đầm clip cho mấy anh em xem cực lắm anh em. Hai anh em đi từ hồi sáng sớm mà hừng đông tới bây giờ luôn. Sáng sớm giờ. Bây giờ là 5 giờ rồi nè các anh em. 5 giờ đúng rồi đó. Mà hai anh em mỗi người lên được có 1 con cá. Lẽ cũng lên cũng khá nhưng mà bữa nay không được hên. Sảy không à. Thôi anh em thông cảm, cố gắng xem video để ủng hộ các anh em mình nha. Rồi, chào cả nhà luôn nha. Chào cả nhà nha. Rồi, mình cũng mới về tới nhà bà ơi. Đây, quả của mình đây. Mình câu dính con. Bạn Thắng miền Tây dính con. Bây giờ mình chuẩn bị mình mần nó, mình nấu canh chua. Rồi làm bữa cơm chiều. Rồi cá mới mần xong mẹ ơi. Đây mẹ mình đang nấu. Đây mẹ hiền mami của mình. Một canh chua để vô hai chỗ một canh chua. Đây canh chua. Cái đầu với cái đuôi thì mình nấu canh chua. Đó, nhìn hấp dẫn chưa? Còn bên đây là lấy cá tiêu. Cá lóc nó còn chưa thơm. Cá lóc cá tiêu. Thử mùi thôi là chịu không nổi rồi. Nhức nách. Nấu xong bạn ơi. Hấp dẫn chưa? Quá đã. Rồi, mời các bạn ăn cơm luôn nha.